chào tất cả các bạn, tôi là Trần Xuân, rất vui được gặp lại các bạn trong chương trình chia sẻ mẫu nhà đẹp cùng với công ty cổ phần kiến trúc Kisato. Mẫu nhà ở kết hợp kinh doanh được nhiều gia chủ lựa chọn với thiết kế độc đáo, đặc biệt sở hữu nhiều công năng mới mẻ trong một, tạo ra trải nghiệm cực kỳ thú vị. Đây là lựa chọn giúp gia chủ giải quyết nhiều vấn đề về đất đai, cũng như sự tiện nghi trong sinh hoạt. Hôm nay Kisato giới thiệu tới các bạn mẫu nhà ống đẹp tân cổ điển của gia chủ Hoàng Kim Oanh tại Đức Trọng, Lâm Đồng. Công trình có chiều ngang là 4,95m và chiều sâu là 30,4m. Chúng tôi thiết kế một tầng hầm để xe, tầng 1 là khu vực kinh doanh, một phòng ngủ thường và hai vệ sinh chung. Tầng 2 và tầng 3 chúng tôi thiết kế 4 phòng ngủ có vệ sinh khép kín. Tầng 4 chúng tôi thiết kế một phòng ngủ có vệ sinh khép kín, một vệ sinh chung và còn lại là không gian sân vườn. Ưu thế khu đất là nằm ở khu vực ngã ba, nên có tới hai mặt tiền, chúng tôi thiết kế ngôi nhà chiếm trọn góc nhìn ở vị trí này. Mang phong cách tân cổ điển, công trình sở hữu sự mềm mại và rất duyên dáng, gam màu trắng làm chủ đạo nhấn nhá với phào chỉ chạy chìm đẹp mắt. Hệ mái vòm, lan can trong phong cách tân cổ điển mang giá trị cổ điển, để mẫu nhà phố trở nên khác biệt và thu hút với người đi đường. Nếu các bạn thấy mẫu nhà này đẹp hãy like, share và bình luận bên dưới. Và nhấn vào link bên cạnh để nhận thêm những phần quà hấp dẫn của chúng tôi.